Vida đã tôi quay cho anh khách hàng của tôi. Bạn đã xem qua cái sản phẩm này trước khi bạn lựa chọn nhé. Đây, tôi để tay vào đây. Màu này thì cũng không rõ giờ tại là màu gì nó hợp lý nhỉ? Màu nó cũng vừa lai màu đào, vừa lai màu Vượt cả quả cam, nhưng mà cam lại không phải là cam. Thế nó mới mất dạy. Đây là một viên garnet màu khá đặc biệt. Tôi cũng không rõ là cái màu gì, nhưng mà nó rất là lạ. Đó, để quay cho bạn xem cái bên này nhé. Lựa chọn là của bạn, đá là của tôi. Xin chào anh chị, đây là những cái sản phẩm mà xuất hiện trong ngày hôm nay. Đầu tiên là một nhẫn sapphire đen. Thứ hai là một viên ruby, full ruby luôn và kim cương. Thứ ba là một nhẫn sipineo xanh. Và thứ tư là một nhẫn sapphire hồng. Thì tôi xin phép video này tôi sẽ quay đến nhẫn sapphire hồng đầu tiên nhá. Tôi sẽ nói qua về cái sản phẩm này một chút. Đây là một nhẫn sapphire hồng, anh chị thấy dao nó rực rỡ. Và đây là cái kiểm định của nó. Sapphire hồng tự nhiên. Mã kiểm định là 1916530. 1916530, khối lượng toàn bộ là 1,98 gram. Kích thước 7,0 x 5,1. Hồng trong suốt. Sapphire hồng tự nhiên. Ok. Thì ở đây là cái sản phẩm của chúng ta. Tôi xin phép tôi mượn tay tôi đeo lên đây một chút nhé, để tôi cho anh chị xem cho nó dễ. Con hồng này thì nó rất là sáng, mà trong suốt đến cái mức mà chúng ta có thể nhìn xuyên xuống dưới. Nhưng mà nếu mà ánh sáng bề mặt ngoài thì nó rất là bóng. Cái đặc thù của cái dòng sapphire này. Đây, tôi sẽ quay rõ hơn một chút để cho anh chị xem cái nhẫn này nhé. Tôi nói qua về thiết kế nó một chút. Đó, đây là cái nhẫn của chúng ta. Nhẫn này thì anh khách hàng của tôi anh ấy cần cái vai nhẫn đấy là hai cái viên đá baguette cắt dạng hình chữ nhật của kim cương. Đấy. Thì tôi đã hỗ trợ anh ấy rồi. Bây giờ tôi thử thêm một cái đèn nữa để xem nó có rực rỡ hơn không nhá. Tại vì cái đồ trắng này nó hơi là khó nhìn. Rồi ok. Đấy, chúng ta thêm một cái đèn ngang nữa. Tại vì bình thường nếu mà chúng ta không thêm đèn thì những cái vàng trắng này nó rất là tối anh chị ạ. Đấy, khi lên đèn thì anh chị có thể thấy là cái nhẫn chúng ta nó sẽ đẹp hơn đúng không? Đó. Rực rỡ hơn. Và sapphire hồng này thì nó khác ruby là cái gì? Thực tế sapphire và ruby thì nó đều là oxit nhôm anh chị nhé, nó gọi là corundum. Nhưng mà thằng ruby thì nó có thêm một là các là cadmi, hai là chrome, nó chuyển sang màu đỏ. Nhưng mà phải có thành phần chrome và cadmi thì nó mới gọi là ruby anh chị nhé. Còn nếu không nó vẫn là sapphire. Nhưng tuy nhiên cái màu hồng của sapphire thì chúng ta sẽ thấy là một cái sản phẩm nó rất là nhẹ nhàng, nó không đậm như thằng ruby. Ruby thì nó đậm đà, nhưng mà sapphire hồng thì mang tính trẻ trung hơn rất là nhiều. Đó, đây là thiết kế của nhẫn này. Và cái viên đá này thì tôi báo viên đá giá 8 triệu 2. Thế còn về cái nhẫn bao nhiêu tiền thì anh chị hãy xem trên website nhé. Tại vì là tôi hiện tại thì tôi chưa có số liệu về cân nặng của nó. Tôi hiện tại chỉ đang quay phim thôi. Rồi, chúng ta sẽ dừng video ở đây và đến bây giờ tôi sẽ đăng video theo thời gian nhé. Anh chị có thể theo dõi.
khoảng 9 rưỡi chị tôi đồng một cái này, 12 giờ tôi đồng một cái này, 2 rưỡi tôi đồng một cái này, 4 rưỡi một cái này, 7 rưỡi và 9 rưỡi tối nhá. Ok, cảm ơn anh chị.